vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào anh em đến với channel của mình. Thì clip này mình sẽ chơi đó Triều Vân đi rừng. Thì hiện tại thì cũng có một số sự thay đổi anh em ạ, tăng giảm sức mạnh các tướng ấy, cũng như là có tướng mới ra rồi. Thì thực tế thì tướng mới ra nên là cũng chưa chơi được anh em ạ. Chắc có để là mai mình sẽ làm clip về tướng mới ra. Ok, nói chung nó cũng bị cấm khá là nhiều anh em ạ, bởi vì thực tế thì tướng đó cũng rất chỉ là mạnh, con nào mới ra thì cùng mạnh thôi. Thì ở clip này mình mang Triều Vân đi rừng. Uầy, thôi xong rồi, tem đích đông quá anh em ạ, 5 người ở dưới này luôn. Chịu rồi, phá đỏ mình bắt được quả câu bắn sướng, tưởng là chạy về được, ái dê là thêm du cá xuống nữa. Và cải kết thì lên bảng điểm số. Ok, thì bây giờ sẽ đóng của anh em là phá một xíu nha anh em. Nói chung đối với Triều Vân, anh em bị chết một màng đầu game cũng là chả vấn đề gì cả, quan trọng là anh em được phá. Con quái để phá chứ đừng có để tém địch đó là ép bùa ép trù cực kỳ là nhanh là được. Nói chung với thế trận này thì vẫn rất chỉ là hoa hoạn, hai bên thì vẫn đáng con đó là ngang cơ nhau anh em ạ, nên là chả vấn đề gì cả. Chơi Triều Vân thì mình thọt nhiều rồi anh em ạ, thọt quen rồi. Có những trận mình lái chim đánh đúng là nó ép cả trận chắc ăn được vài con bùa luôn. Nhưng mà sau được phạm thì Triều Vân là chất tưởng V6 có thể gánh tím được. Nên anh em cố gắng tích cực phạm nha anh em. Anh em phải hiểu chất tướng nào mạnh đầu game thì anh em có thể áp dụng, đó là đẩy nhánh đầu game. Có những chất tưởng mà anh em thuộc dạng về lết thì cứ cố gắng tích cực, đó là thủ và phám. Rừng đéo ổn. Đấy, mới chết một màng mà chơi gì tém mình đã bảo rừng không ổn rồi. Pha này thì mình bọc đầu không biết quán được hay không này. Uầy, nó biết rồi anh em ạ. À, chỉ còn một xíu máu kia, pha đó xa thủ tém mình lên phạt là chắc có lẽ là mang được xa thủ của tém đi ấy. Uầy, Excalibur kia không chết kia, một xíu máu kia. Superman tém mình bọc đầu chắc có lẽ ăn được chứ. Ok, kiếm mang đỡ phải tém chửi anh em ạ. Mình mà chết thêm mang hái mang nữa thì tém chửi liền ấy. Uầy, thơm, tự nhiên có hái mang kia. Khá là thơm anh em ạ. Nhưng mà cây trù đừng rửa tém mình thì cũng không cánh mà bay rồi. Ở clip này thì mình sẽ lên bộ trang bị đó là theo thiên hướng chỉ mang nha anh em. Chắc chắn thì mình sẽ lên cho nó gạch thành kiếm rồi. Và build đồ mình sử dụng đó là full đam luôn. Bởi vì thực tế trận đấu này tém mình khá là trâu bo. Thứ nhất thến, thứ hai đó là Omen nữa, thứ ba thêm ánh trang đó là Superman. Toàn là những con bo cả nên là mình sẽ lên full đam nhé. Đám trận đấu này thì phụ thuộc vào mình cũng như là xạ thủ là chủ yếu. Thì bây giờ lấy được trụ đường rồng rồi, lấy được trụ đường mịt rồi thì chắc chắn anh em phải di chuyển làm sao để lấy trụ cái đường ta thân này. Và này thì bá đánh một. Bên mình thì Superman cũng tốt tỉnh gì ấy. Nói chung chơi cũng khá là tốt. Nói chung lên mức rank cao thì nếu mà anh em đi đơn thì hầu như là toàn tròn những vị tướng tốt để chơi cả anh em ạ. Mình thì một tuần cũng chơi là dám 7 trận Triều Vân gì đó làm clip cho anh em. Một tuần khoảng 2 clip về Triều Vân gì đó. Bởi vì thực tế clip Triều Vân thì mình view cũng khá là nhiều nha anh em. Hầu như đó là trên dưới 10k view cả. Còn các vị tướng khác thì nhiều khi có 2-3k view nên là mình cũng ít làm ấy. Nói chung cái cách di chuyển đi rừng thì anh em cứ làm sao cứ luôn lách những cây bụi. Thì khi đó anh em sẽ hiệu quả hơn. Ví dụ như pha này này, mình rình rập đấy này. Đó, khi tém đi không thấy sai thì nó sẽ rượt theo đó tém mình. Mà rượt theo tém mình quá chớn rồi thì Triều Vân ra là chỉ có một con bó một màng thôi.
Đấy, mình cứ nập nập thế này, ôi pha này thì nó chạy được rồi anh em ạ. Dùng cả hai chiêu thức đó là đi luôn kìa, pha này chơi luôn đấy. Thì pha này mình chưa dùng một tí vội nhá, chắc chắn thì thằng Pến nó sẽ lại này. Đấy, đó là cách anh em sử dụng chiêu thức hiệu quả. Bởi vì pha đó thì tem mình anh em thấy đó là đáng 4-1, nhưng mà đánh thì đánh lại đánh SP nó nữa. Thế là pha đó mình dành cái chiêu cuối để cho thằng Pến, bởi vì thằng Pến thì anh em thấy nó mới mấp mé đâu đó, nên là dành tròn chiêu cuối yếu thương đó là cho Pến luôn. Nếu trung tâm này Zuka thì ra tắt điện hết anh em ạ. Zuka thì quả là yếu khi gặp mình rồi. Nói chung do chất tướng rồi anh em ạ. Thứ nhất đó là Triều vẫn càng ngày càng khỏe. Còn Zuka thì chất tướng theo thiên hướng sát thủ, bắt ra dàng như xà thủ thôi. Còn bắt mình thì rất chỉ là khó nhá, trừ khi đó là mình hết ung tí rồi. Thì khi mà có lợi thế thì anh em nên nhớ cần ăn những mục tiêu lớn. Thứ nhất đó là ba thân xế giá hoặc là rồng, lấy trụ được thì càng tốt. Thì lính mà chưa ủng hộ anh em thì nên ăn những mục tiêu lớn, thì khi đó anh em sẽ hiệu quả hơn trong việc đẩy trụ cũng như giúp tem mình sánh sao hơn. Uầy, pha này Omen lên bảng điểm số rồi. Thì bây giờ mình nhận thấy đó là tem địch đang ra đứng giữa nhá, thì mình sẽ nập đấy. Uầy, pha này chắc có lẽ thấy sai rồi anh em ạ. Thì mình sẽ luôn lại này, không cho đó là tém địch về này. Đấy là cách di chuyển nha anh em. Anh em đi rừng khi mà anh em sánh rồi gánh được đấy. Thì pha này thì chặn đường tém địch về rồi thì chắc chắn là sẽ thành công.
Thì bây giờ mình sẽ về ăn búa sánh và thả con rồng tiến phóng ở đường này. Thì tại sao mình thả ở đường này? Thì hiện tại mình đã có siêu cấp ở đường rồng rồi, thì bây giờ mình thả đường này để con rồng tiến phóng lấy cái trụ ở đường còn lại. Rồi pha này lại giao tranh anh em ạ. Omen tay mình lên dĩa rồi, nhưng mà mình lại thì Zuka bốc hơi. Zuka bốc hơi nhanh quá anh em ạ. Rồi bắt luôn đó là SP tem đích này. Ui nhưng pha này khá là thấp máu rồi. Pha đó thì giao tranh thiếu xạ thủ nha anh em. Tem mình giao tranh thiếu xạ thủ nên là cẩn thận một xíu. Pha này có thể bắn trụ chơi luôn nhá. Nói chung cách ép đường là anh em cứ đẩy thể lính lên cao. Đấy anh em thấy bây giờ con rồng nhổ cái trụ này này, chứ anh em mất hạc cái đường rồng bên kia thì chắc chắn con rồng sẽ cực kỳ là phí luôn. Rồi ra thì cứ một bữa thôi, tầm này thì cứ một ulti là một màng anh em ạ. Đấy đẩy ba đường luôn cho chắc này. Trận đấu này thì chắc có lẽ 99,99% là win rồi. Zuka ra thì bốc hơi luôn này, đánh phạt chí mang bốc hơi luôn. Mình đang còn giáp hồn mình nữa anh em ạ. Và trận đấu thì chắc chắn sẽ kết thúc ở đây rồi. Nói chung đánh tan cái mọi nghi ngờ của đồng đội đầu game. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh nha. Bye bye.